Nhận định Anh VSC Phần Lan, 1 giờ 45 phút ngày 11 tháng 9 tại Nations League 2024-25. Nhận định Anh VSC Phần Lan, 1 giờ 45 phút ngày 11 tháng 9 tại Nations League 2024-25. Việc rơi xuống League B hóa ra cũng có phần may mắn cho đội tuyển Anh. Tam sư được chạm trán những đối thủ tương đối dễ thở, nhằm giúp huấn luyện viên mới Lee Caxley khởi đầu thuận lợi hơn. Và đúng là như vậy, Anh dễ dàng đánh bại Ireland ở lượt trận đầu tiên với tỷ số 2-0 nhờ hai bàn thắng của Declan Rice và Jack Grealish. Gặp gỡ Phần Lan là cơ hội tốt để Anh tiếp tục có thêm 3 điểm nữa tại Nations League. Chiến tích đáng kể nhất của Phần Lan là lọt vào vòng chung kết Euro 2021. Ngoài ra, nền bóng đá của quốc gia Bắc Âu này không có gì nổi bật. Thậm chí ở lượt trận mở màn, Phần Lan còn phơi áo đầy thất vọng 0-3 khi làm khách trên đất Hy Lạp. Hành quân đến Wembley ở trận đấu tới, Phần Lan hứa hẹn sẽ tiếp tục gặp nhiều sóng gió. Nói gì thì nói, Anh vẫn là nhà đương kim Á quân Euro 2024, hơn nữa còn sở hữu nhiều ngôi sao sáng trong đội hình. Với chất lượng nhân sự vượt trội, không ngạc nhiên nếu Harry Kane cùng các đồng đội dễ dàng đè bẹp Phần Lan. Không có nhiều cơ sở để Phần Lan tạo nên bất ngờ trước đội tuyển Anh. Người hâm mộ có thể tin tưởng vào một chiến thắng tưng bừng dành cho đội chủ nhà. Đội hình dự kiến Anh VSC Phần Lan: Anh 4-3-3 Pickford, Alexander Arnold, Guay, Magui, Colliu, Menono, Rice, Grealish, Saka, Kane, Gordon. Phần Lan 4-2-3-1 Hradecky, Sang, Hosun, Ivanov, Uron, Peltola, Nisila, Lau, Kamara, Anman, Pojanpon. Dự đoán tỷ số Anh 4-0 Phần Lan.